Sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đồng chí Hoàng Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đức Thọ sẽ đại diện lãnh đạo huyện Đức Thọ lên đón nhận tình cảm của anh Nguyễn Tiến Hân và nhạc sĩ Phạm Minh Khoa. Trân trọng kính mời. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn những món quà, tri ân, những tình cảm mà các nhạc sĩ đã dành tặng cho quê hương Đức Thọ thân thương. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, và ngay lúc này đây, xin trân trọng kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng đến với ca khúc Đức Thọ Niềm Thương Nỗi Nhớ, một trong hai sáng tác do anh Nguyễn Tiến Hân sáng tác qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Xuân Huyền và ca sĩ Sao Mai Trang Dung. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức.
cảm ơn anh Nguyễn Tiến Hân và các nghệ sĩ.